lại chán quá. Suốt ngày phải làm việc nhà. Ước gì bây giờ mà có một cái thế giới dành cho những người như vậy. Như tao chả bao giờ phải làm cái gì cả. Đấy. Hãy về sớm. Thôi nhá, bây giờ phải làm việc nhà đấy, mẹ sắp về rồi. Thôi nhá, tao phải đi làm việc nhà đấy. Tí mẹ về phải làm ăn. Nhá. Tôi biết sai rồi. Xin đừng.